Kính thưa quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 4 tháng 4 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam Việt S 2024. Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo cần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là người có sức đề kháng yếu. Gần 140 người mất tích, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân động đất. Sáng nay, cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu chặng 2 vòng đua thành phố Sơn La. Thưa quý vị, sáng qua, triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam Việt S 2024 Hà Nội chính thức khai mạc tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia. Đây là sự kiện thường niên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhằm tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao thương, góp phần phục hồi và phát triển ngành quảng cáo. Năm nay, triển lãm quy tụ 150 gian hàng trình diễn các công nghệ, máy móc tiên tiến của ngành quảng cáo, cùng hàng trăm máy móc, công nghệ và vật liệu mới nhất trên thị trường. Triển lãm Việt S có nhiều công nghệ mới được cập nhật, ví dụ như những cái dòng máy in công nghệ cao với cái giá thành thấp hơn, tính năng bảo vệ môi trường cao hơn. Đặc biệt là năm nay chúng ta có một cái máy in với một cái phổ lớn nhất hiện nay đó là 6.8m. Quảng cáo được coi là một trong 12 lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Triển lãm này sẽ tạo điều kiện cho thứ nhất là các cơ quan quản lý được tìm hiểu thêm các doanh nghiệp, sự phát triển của các công nghệ quảng cáo để có định hướng phối hợp tạo điều kiện cho việc phát triển và quản lý được tốt hơn. Cái thứ hai là tạo ra một cái sức mạnh tổng thể cho các ngành nghề liên quan đến làm việc quảng cáo. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 5 tháng 4, dự kiến thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan. Liên quan đến một số vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian gần đây như vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, vụ án công ty Xuyên Việt Oil. Chiều qua 4 tháng 3, tại buổi họp báo chính phủ, Bộ Công an đã thông tin những diễn biến mới nhất có liên quan đến những vụ án này. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cho đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại, đồng thời đang rà soát kê biên nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những đối tượng có liên quan. Là sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, đang rà soát kê biên, phong tỏa nhiều cái tài sản có giá trị của các bị can và những đối tượng liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương và hai người khác để làm rõ sai phạm liên quan vụ án Xuyên Việt Oil. Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Cảnh báo, mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 4, Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế đã gửi công văn tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của nắng nóng, đặc biệt là nhóm người có sức đề kháng yếu. Một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải làm việc lâu trong môi trường nắng nóng hoặc do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Ghi nhận tại Bệnh viện Vũng Tàu, hơn một tháng qua, số bệnh nhân lớn tuổi phải nhập viện điều trị tăng nhanh. Bà Nguyễn Thị A điều trị tại khoa tim mạch lão học hơn một tuần nay do bệnh rối loạn tiền đình. Đây là lần nhập viện thứ hai của bà chỉ trong vòng 2 tháng. Giờ mà đau lưng, đầu gối, đau khớp, mình nhiều bệnh lắm. Giờ tiết cũng khác thường, tối đêm tới ngủ lạnh quá lạnh luôn, ban ngày thì nóng. Trong cái giai đoạn mà chuyển mùa và thời tiết nắng nóng như thế này thì người cao tuổi là những người mà đối tượng nó dễ bị tổn thương đầu tiên. Và những cái bệnh mà thường thường hay bị là những cái bệnh về tăng huyết áp, về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh hen suyễn, viêm phổi. Để phòng bệnh, đảm bảo sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng, tránh đang ở phòng có điều hòa, nhiệt độ thấp, đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mặc quần áo sáng màu, thoáng mát và tăng cường ăn các loại rau xanh, uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Thưa quý vị, trang booking.com vừa công bố danh sách các điểm đến độc đáo gây bất ngờ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thế giới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, Mũi Né thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận của Việt Nam lọt vào top 5 của danh sách này. Đánh giá về Mũi Né, Booking.com nhận xét những đồi cát hùng vĩ và không khí khô nóng tại Mũi Né sẽ khiến nhiều người nhầm tưởng khung cảnh nơi đây là vùng sa mạc hoang sơ ở Ai Cập. Đến Mũi Né, du khách nên khám phá các điểm đến như Hòn Rơm, đồi cát hồng, bầu trắng, bầu sen, thưởng thức gỏi hải sản, đặc sản cua huỳnh đế, bánh tráng cuốn dẻo, bánh tráng mắm ruốc của vùng này.
Về thời gian, du khách có thể đến Mũi Né quanh năm. Mỗi mùa, thiên đường biển lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Từ tháng 4 đến tháng 8 là thời điểm du lịch đẹp nhất. Vì lúc này, nước biển trong và mát. Từ tháng 8 đến tháng 12 sẽ thích hợp những tín đồ thích nước ván và các môn thể thao mạo hiểm. Trong phần an ninh trật tự, Công an Sóc Trăng giải cứu người phụ nữ bị thanh niên nghi ngáo đá dùng dao khống chế. Bộ đội biên phòng Quảng Bình bắt giữ vụ vận chuyển vật liệu nổ trái phép với số lượng lớn. Thưa quý vị, chiều qua tại thị trấn Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xảy ra một đám cháy rừng. Do thời tiết hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng sau đó đã dập tắt được đám cháy, không để cháy lan sang khu vực nhà dân. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, người dân phát hiện cháy tại khu vực rừng tạp dọc quốc lộ 80. Mọi người cố gắng chữa cháy nhưng không thành công, liền báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với địa phương nỗ lực dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, thực bị khô nhiều, lửa bốc nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, lửa đã thiêu rụi hàng chục hecta rừng tạp. Nguyên nhân cháy rừng là do người dân đi rừng vứt tàn thuốc dẫn đến cháy lan. Đến chiều tối qua, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe container trên địa bàn. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, xe container do ông Lê Văn Hiệp, 46 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên làm chủ, đang dừng bốc gỗ tại một trạm cân ở xã Cư Cơ Bang, huyện Ea Súp, thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Ea Súp đã đến hiện trường triển khai chữa cháy. Khi lửa được dập tắt thì phần đầu xe đã bị cháy, hư hỏng. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do nắng nóng dẫn đến chập điện từ bình ắc quy. Tối qua 3 tháng 4, công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã giải cứu an toàn người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao khống chế nhiều giờ liền. Khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3 tháng 4, Công an phường 2 thị xã Ngã Năm nhận tin báo một nam thanh niên thuê nhà nghỉ trên địa bàn, nghi sử dụng ma túy nên đã đến hiện trường. Phát hiện công an, đối tượng dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ rồi khống chế người phụ nữ đang ngồi uống nước bên đường, kéo vào cố thủ trong phòng nghỉ. Công an tỉnh Sóc Trăng sau đó đã triển khai lực lượng xử lý tình huống. Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, đánh lạc hướng, công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu người phụ nữ an toàn. Đối tượng được xác định là Đỗ Thanh Tâm, 25 tuổi, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, có nhiều tiền án tiền sự và từng cai nghiện ma túy. Liên quan đến vụ người dân đi nhặt ve chai và cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói hình chữ nhật trôi dạt vào bờ biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Những ngày qua, cơ quan chức năng xác định những gói này chứa ma túy loại cocaine. Trước đó vào chiều tối ngày 29 tháng 3, ông Nguyễn Minh Hiếu, 49 tuổi, trong lúc đi nhặt ve chai, phát hiện có nhiều gói ni lông hình chữ nhật được quấn kín bằng băng keo trôi dạt vào bờ biển nên trình báo công an. Sau đó lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện tổng cộng 85 gói hình chữ nhật nghi là ma túy. Cũng liên quan đến các vụ ma túy trôi dạt trên biển, vào ngày 3 tháng 4, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng phát hiện một số gói ma túy này có gắn thiết bị định vị. Điều này chứng tỏ các đối tượng thả ma túy để các đối tượng khác vớt đi tiêu thụ. Đây là phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy trong thời gian gần đây. Ngày 3 tháng 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển vật liệu nổ trái phép với số lượng lớn. Khoảng 20 giờ 30 ngày 2 tháng 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp bắt quả tang Ngô Thị Mai, 54 tuổi và Lê Thị Vĩ, 56 tuổi, cùng trú tại huyện Bố Trạch, đang vận chuyển vật liệu nổ. Tăng vật thu giữ gồm 50 kg thuốc nổ, 50 mét dây cháy chậm, 100 kiếp nổ, 2 xe máy và 2 điện thoại di động. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 4 kg thuốc nổ, 54 kiếp nổ và 10 mét dây cháy chậm. Các đối tượng khai vận chuyển số vật liệu nổ nói trên từ huyện Bố Trạch đến thành phố Đồng Hới để bán kiếm lời. Vụ việc đang được điều tra, xử lý. Còn tại Nghệ An, hai đối tượng vận chuyển trái phép 1,4 tấn pháo nổ cũng vừa bị công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ. Đó là Nguyễn Quốc Toàn, 34 tuổi, trú thành phố Pleiku và Huỳnh Thanh Sơn, 30 tuổi, trú tại huyện Cơ Bang, cùng tỉnh Gia Lai. Cả hai bị bắt khi đang vận chuyển 1,4 tấn pháo hoa nổ đi tiêu thụ bằng xe ô tô tải trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hoàng Mai. Để tránh lực lượng chức năng, hai đối tượng cất giấu pháo lẫn trong hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Nhiều lần bị phát hiện và xử lý vì khai thác cát trái phép, nhưng một chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng vẫn ngoan cố tái phạm. Ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giam Nguyễn Hữu Chính, 36 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, Hàm Tân vì hành vi này. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến nay, cơ quan chức năng nhiều lần phát hiện các hoạt động khai thác cát trái phép của Chính và xử phạt hành chính 4 lần. Vào tháng trước, công an phát hiện một lượng lớn cát tại một bãi tập kết được cho là của Chính. Từ bãi tập kết này có đường nối với các điểm khai thác cát trái phép là khu đất trồng keo, bị nghi ngờ do Chính thực hiện. Công an đã khám nghiệm hiện trường, đo đạc tại các vị trí phát hiện và lấy mẫu để gửi giám định. Hiện vụ việc đã được điều tra, xử lý theo pháp luật. Trong phần tin thế giới, thời tiết nắng nóng cùng độ ẩm tăng đột biến khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát ở các nước Đông Nam Á. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của hồ nước nhuộm tím tại bang Bavaria, Đức. Cập nhật thông tin về vụ động đất kinh hoàng tại Đài Loan, Trung Quốc vào sáng qua, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tính đến hiện tại, 9 người đã thiệt mạng và hơn 900 người khác bị thương trong trận địa chấn này. Ngoài ra còn 137 người chưa rõ tung tích. Các nhân viên cứu hộ cho biết nhiều tòa nhà bị nghiêng, có nguy cơ bị sập, rất không ổn định trong quá trình giải cứu. Tại thành phố Tân Bắc, lực lượng cứu hộ đã đưa được 50 người ra khỏi một tòa nhà bị sập. Chính quyền sở tại cho biết khoảng 50 người đang mắc kẹt tại công viên Thái Lỗ Cát do đá lở. Những người này là nhân viên của một khu nghỉ dưỡng đang đi làm bằng xe buýt. Hiện lực lượng cứu hộ chưa thể liên lạc với những người này. Dựa trên thời gian di chuyển của 4 chiếc xe buýt và tín hiệu phát đi từ các trạm phát sóng điện thoại di động, giới chức địa phương nhận định nhóm người này đang trú ẩn trong một hệ thống hang động hoặc bị kẹt bên trong đường hầm gần hang động này. Trong khi đó, cơ quan chữa cháy Đài Loan cho biết ít nhất 70 công nhân đã mắc kẹt ở hai mỏ đá tại Hoa Liên. Hiện có sự khác biệt trong tính toán độ lớn của trận động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đánh giá động đất có độ lớn 7,7, trong khi cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đánh giá 7,4, còn cơ quan địa chất Đài Loan để ở mức 7,2. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua. Cũng liên quan đến động đất, nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra, các nhà khoa học tại Israel đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để dự báo động đất với độ chính xác lên tới 83%. Các nhà khoa học tại Đại học Hàng không Israel cho biết, trước khi xảy ra động đất, tổng hàm lượng các hạt electron trong tầng điện ly sẽ tăng thêm 8%. Con số này có thể được xác định bằng việc tổng hợp các thông tin từ vệ tinh GPS, thuật toán và công nghệ AI có thể hỗ trợ xác định được trận động đất tiếp theo. Thuật toán vector kết hợp với công nghệ phân tích hàm lượng electron có thể sẽ giúp xác định chính xác tới 83%. Việc phân tích các dữ liệu từ GPS để đưa ra các dự báo về động đất vẫn luôn là bài toán nan giải của giới khoa học trên toàn thế giới. Với mức độ chính xác trên 70% đã có thể gọi là thành công và là căn cứ giúp các cơ quan chức năng có thể đưa ra dự báo và đối phó kịp thời. Nhóm nghiên cứu hiện vẫn tiếp tục thử nghiệm mô hình dự báo này ở những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh như California, Texas, Mỹ, Italia, Nhật Bản, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Quá trình này sẽ giúp cải thiện tỷ lệ dự đoán ngày càng chính xác hơn và thu hẹp ước tính về vị trí địa lý tính từ tâm chấn của động đất. Không chỉ bùng phát ở các quốc gia châu Mỹ, dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng ở các nước Đông Nam Á. Thời tiết nóng hơn cùng với độ ẩm tăng đột biến đã khiến các nước như Singapore, Indonesia, Thái Lan lo ngại sốt huyết lan rộng. Tính đến đầu tháng 3, Indonesia ghi nhận hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, ít nhất 191 ca tử vong. Tỉnh Tây Java được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp vì số ca mắc tăng nhanh. 3 tháng đầu năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng đột biến gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Singapore cũng ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết trong quý 1 năm nay, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Thông thường, dịch sốt xuất huyết thường bùng phát và lây lan trong mùa nóng, bắt đầu từ tháng 5, nhưng từ đầu năm đến giờ đã có hàng ngàn ca mắc và có chiều hướng tăng mạnh. Các chuyên gia nhận định có nhiều nguyên nhân khiến dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, trong đó có hiện tượng El Nino khiến thời tiết nóng hơn. Thời tiết nóng làm cho muỗi trưởng thành nhanh hơn, đẻ trứng nhanh hơn, dẫn đến số lượng muỗi đốt người tăng. Đô thị hóa nhanh chóng, quản lý chất thải và trữ nước không đúng cách, tạo ra cơ hội cho muỗi Aedes sinh sản, dẫn đến sốt xuất huyết bùng phát. Nhiều nước đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết như việc lăng quăng, thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia ra môi trường. Ở Tanzania, để nhận biết tác động của biến đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu đang lắng nghe để thu thập dữ liệu về cây cà phê thông qua các cảm biến chạy bằng năng lượng mặt trời.
Tại trang trại Utengule ở vùng Embeya, các nhà nghiên cứu đang theo dõi 20 cây cà phê, với mỗi cây đều được gắn các điện cực. Công nghệ này nhằm ghi lại và giải mã các dòng điện bên trong cây, làm tiền đề cho công việc quản lý nước và các hoạt động nông nghiệp khác. Thông tin về sức khỏe và quá trình hấp thụ dinh dưỡng của các cây cà phê sẽ được cập nhật liên tục thông qua công nghệ Internet kết nối vạn vật. Các thiết bị thăm dò môi trường cũng sẽ giám sát yếu tố như độ ẩm và mầm bệnh xuất hiện trong trang trại. Nếu không có chu trình nhiệt độ và lượng nước chính xác, chúng ta sẽ mất vị ngọt của cà phê. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt cảm biến vào một đồn điền cà phê. Mục tiêu của nhóm là đưa ra các chiến lược có thể tăng năng suất của trang trại, nâng cao tính bền vững và tối ưu hóa việc sử dụng nước tưới. Từ đó, các nhà khoa học muốn phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để gửi cảnh báo cho nông dân. Dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích cho các nông dân đang cố gắng chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, bang Bavaria ở miền nam nước Đức được biết đến với những thị trấn cổ kính và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Gần đây, bang này còn thu hút du khách nhờ một địa điểm đặc biệt, đó là một hồ nước màu tím, mặc dù hiện tượng này chỉ là tạm thời. Hồ nước này nằm trên dãy núi Alper. Màu sắc khác thường của hồ nước là do sự xuất hiện của vi khuẩn lưu hình tía trên bề mặt hồ. Theo các chuyên gia về môi trường, các tế bào có màu tím do sắc tố tự nhiên carotenoid. Những vi khuẩn này thường được tìm thấy dưới các tầng nước sâu hơn, nơi không có oxy. Những gì thiên nhiên tạo ra thật tuyệt vời, trông cứ như là ai đó đã tô màu cho nó, thật thú vị. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây, tôi nghĩ nó rất tuyệt, trông giống như một thùng chứa đầy sơn màu tím đã bị đổ ra vậy. Sau một thời gian, vi khuẩn lưu hình sẽ lại chìm xuống và hồ nước sẽ không còn màu tím như thế này nữa. Nhưng từ giờ đến lúc đó, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này một cách an toàn, vì khí từ vi khuẩn này chỉ nguy hiểm trong không gian kính. Hiện tượng này từng được ghi nhận xảy ra vào năm 2020 và 2021. Một chú chó giống Corgi đang gây bão trên mạng xã hội. Đó là Phu Giai, chú chó Corgi đầu tiên trong lực lượng chó cảnh sát Trung Quốc, với sự thông minh và vẻ ngoài đáng yêu nên rất được yêu thích. Phu Giai, chú chó thuộc giống Corgi, 6 tháng tuổi, vừa được ra mắt gần đây tại một sự kiện dành cho công chúng, được tổ chức tại đồn cảnh sát thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Phu Giai gây ấn tượng với vẻ mặt dễ thương, đôi chân ngắn đặc trưng và khả năng phát hiện chất nổ tài tình. Phu Giai hiện là cảnh khuyển dự bị và đang được đào tạo. Sau 4 tháng huấn luyện, nó có khả năng bò và đánh hơi dưới gầm xe để điều tra, dễ dàng đi vào các không gian chật hẹp nhờ đôi chân ngắn và hình dáng nhỏ bé của mình. Hiện chú chó này được huấn luyện các kỹ năng như nghe hiệu lệnh, đánh hơi, phát hiện bom. Từ khi mới 2 tháng tuổi, Phu Giai đã tỏ ra vượt trội nhưng vẫn cần được đào tạo thêm trước khi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ chính thức. Thưa quý vị, trong ít phút nữa vào lúc 8 giờ, cuộc đua xe đạp trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 vòng đua thành phố Sơn La với cự ly 62 km. Đường đua dù không dài nhưng được đánh giá là rất thử thách cho các tay đua. Đây là lần đầu tiên một chặng đua tại cúp truyền hình được tổ chức ở Sơn La với vòng đua quanh thành phố có cự ly 62 km. Với đặc điểm đường phố liên tục lên dốc xuống dốc, đặc biệt đoạn dốc lên dài gần 4 km ngay sau xuất phát được xem là thử thách lớn nhất với các tay đua. Nếu tận dụng tốt đoạn lên dốc này, những tay đua mạnh về khả năng đi đèo có thể chủ động tấn công, tách nhóm tạo lợi thế cạnh tranh chiến thắng ở đích đến. Sau chặng 1, Peter Rikunov của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang đang giữ đồng thời áo vàng lẫn áo xanh. Anh tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chiến thắng chặng 2 nhờ sự toàn diện trong thi đấu. Năm ngoái, tay đua người Nga giành chiến thắng 10 chặng, nhiều nhất tại cúp truyền hình 2023. Các đối thủ của anh sẽ là áo cam Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Văn Bình và các ngoại binh khác. Chặng 2, vòng đua thành phố Sơn La sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Cuối tuần này, trận đua Grand Prix Nhật Bản sẽ mở màn. Ban tổ chức sự kiện hy vọng rằng việc thay đổi lịch đua từ mùa thu sang mùa xuân, đúng vào lúc hoa anh đào nở, có thể sẽ góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến với Nhật Bản. Chặng đua công thức một năm nay tại Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, trùng với mùa cao điểm hoa anh đào nở. Trong khi đó, đồng yên Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua so với đồng đô la Mỹ, cũng được xem là một yếu tố thúc đẩy lượng khách du lịch quốc tế tại xứ sở mặt trời mọc. Mọi năm thì chặng đua được tổ chức vào tháng 10, nhưng năm nay thì chuyển sang mùa xuân. Tôi muốn ngắm hoa anh đào, xem vườn hoa anh đào và tham quan thành phố Suzuka. Mùa xuân là thời gian đẹp nhất để vừa ngắm hoa anh đào, vừa xem đua F1. Năm 2023, đường đua quốc tế Suzuka nằm ở thành phố Suzuka đã thu hút số lượng khán giả kỷ lục cao nhất trong 20 năm nay.
Theo Honda Mobility Land, công ty điều hành đường đua Suzuka, ước tính khoảng 40.000 vé đã được bán cho du khách quốc tế vào năm ngoái, tăng gấp 4 lần so với những năm ngay trước đại dịch. Thông tin vừa rồi xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.